mặt hàng truyền thống tại cửa hàng dịch vụ Ông Lê. Sản phẩm SX7 và SX9 qua sử dụng và mới luôn có sẵn, và sao này được cài đầy đủ khi mua hàng tại nhà cụ Ông Lê và setup Equai tương thích với dàn loa rất là chuyên nghiệp. Vì tất cả các bộ dữ liệu và Equai của cây đàn SX7, SX9 và dòng Yamaha nói chung thì đã được trải nghiệm qua thực tế rồi. Anh em có nhu cầu mua bán và trao đổi thì nên là có điện thoại 0355 894 472, địa chỉ cửa hàng nhạc cụ Hưng Lê 52 Nguyễn Văn Chỗi, thị trấn An Lão. Và chỉ cần tra trên Google nhạc cụ Hưng Lê là sẽ ra địa chỉ map ở trên Google nhé. Hỗ trợ trả góp với sự hỗ trợ của ngân hàng HD Bank, thủ tục nhanh gọn sau 35 phút là ok. Nhắc lại là SX7 và mới và cũ luôn có sẵn tại cửa hàng.